Ukraine trông chờ liên minh thiết giáp mới, tham vọng vùng đệm của ông Putin có thành hiện thực. Nga tấn công liên tiếp vùng Sumy của Ukraine, 486 vụ nổ được ghi nhận. UAV không phải vũ khí tạo đột phá giúp Ukraine lật ngược tình thế trước nhà. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, xung đột Ukraine sẽ không kết thúc trong năm nay. Ông Trump cáo buộc Đảng Dân Chủ ghét Israel Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 3 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu và tiêu diệt hai nhóm phá hoại Ukraine gần biên giới ở vùng Belgorod và Kursk của Nga. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Glaskov cho hay khoảng 9.000 trẻ em sẽ được sơ tán khỏi thành phố Belgorod và một số huyện ở vùng này do Ukraine pháo kích nhóm đầu tiên gồm 1.200 trẻ em sẽ được sơ tán vào ngày 22 tháng 3. Trong diễn biến có liên quan, trang The Kiev Independent ngày 19 tháng 3 đưa tin Đức và Ba Lan vừa đồng ý thành lập liên minh thiết giáp nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine. Tạp chí VK Pros dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak Kamis công bố sáng kiến mới sau khi hội đàm tại Warsaw với người đồng cấp Đức Boris Pistorius. Sáng kiến này sẽ chính thức triển khai vào ngày 26 tháng 3. Đây sẽ là một liên minh mới được các đồng minh thành lập để hỗ trợ những năng lực cụ thể của lực lượng vũ trang Ukraine. Các sáng kiến khác trước đó gồm liên minh pháo binh, liên minh tiềm kích và liên minh giả phá bom mìn được tổ chức trong khuôn khổ nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine UDCG. Bộ trưởng Kosiniak Kamis cho hay trong số các đối tác tham gia liên minh thiết giáp còn có Anh, Ý và Thụy Điển. Trước tình hình khu vực biên giới liên tục bị đối phương pháo kích, phát biểu trong tuyên bố tháng cử, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga vào thời điểm đó sẽ buộc phải thiết lập vùng đệm ở Ukraine nhằm ngăn lực lượng nước này tấn công vào lãnh thổ Nga. Thomas Newdick, chuyên gia quân sự của tờ Warzone cho rằng Kharkov là lựa chọn hiển nhiên nếu quân đội Nga muốn thiết lập vùng đệm an ninh tại Ukraine, do đây là khu vực giáp với tỉnh Belgorod. Để có thể tạo vùng đệm ở Kharkov, Nga sẽ phải mở chiến dịch tấn công quy mô lớn để chiếm khu vực này. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng lực lượng này chưa có đủ năng lực để mở chiến dịch như vậy trong tương lai gần. ISVK nhận định tấn công sâu 15 km vào lãnh thổ đối phương trên chiều rộng vài trăm km là một chiến dịch quy mô lớn, đòi hỏi phải có lực lượng lớn và trang bị tốt hơn đáng kể so với những gì quân đội Nga đang tập trung theo toàn bộ biên giới được quốc tế công nhận với Ukraine, chứ chưa nói đến tỉnh Belgorod các nỗ lực tấn công gần đây của Nga theo hướng Kupiansk, thành phố chiến lược về giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở tỉnh Kharkov đạt rất ít tiến triển khi họ vấp phải chiến thuật phục kích kiểu chặn đầu khóa đuôi của lực lượng Ukraine. Sau khi để mất Adipka, quân đội Ukraine đang dồn lực phòng thủ ở các mặt trận khác gồm cả tỉnh Kharkov, khiến các nỗ lực tiến công của Nga càng gặp nhiều thách thức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang xây dựng 3 lớp phòng thủ dọc tiền tuyến nhằm chặn đa tiến của quân đội Nga trong trường hợp Nga vẫn quyết tâm thiết lập vùng đệm ở Ukraine, bất chấp các thách thức, Moscow nhiều khả năng sẽ phải bổ sung thêm lực lượng ở mặt trận Kharkov và khiến khu vực này trở thành điểm nóng mới trên chiến trường trong thời gian tới. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, ngay cả khi Nga dồn toàn bộ nguồn lực để tấn công và thiết lập được vùng đệm sâu 15 km ở Kharkov, điều này chỉ có thể khiến Kiev ngừng pháo kích vào các tỉnh biên giới của Moscow hay hạn chế các cuộc tấn công xuyên biên giới của dân quân thân Ukraine chứ không thể ngăn đối phương tập kích bằng UAV tầm xa. Tại cuộc họp báo về kết quả của cuộc bầu cử năm 2024, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga có thể buộc phải tạo ra một vùng đệm tại các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát. Cụ thể, ông Putin nói với các nhà báo vừa qua rằng một vùng đệm tiềm năng có thể được tạo ra để ngăn chặn Ukraine pháo kích vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do NATO cung cấp. Sau đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã làm rõ thêm rằng biện pháp do Tổng thống Nga đề xuất là cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục bằng pháo và máy bay không người lái của Kiev nhằm vào các khu dân cư và cơ sở dân sự của Nga. Giải thích về các vùng đệm, nhà phân tích chính trị người Nga Sergei Politaev nói với Sputnik cần phải phân biệt các loại vùng đệm, loại đầu tiên được thiết lập do thỏa thuận ngừng bắn, loại thứ hai được thiết lập do hành động mạnh mẽ của một trong các bên. Ông Politaev nói, trong trường hợp của chúng tôi, lựa chọn thứ hai có vẻ phù hợp hơn đó là khi một trong các bên tổ chức một hoạt động quân sự để đảm bảo một khu vực an ninh nhất định bên ngoài biên giới của mình với lý do thực tế là mối đe dọa đến từ một quốc gia láng giềng, theo ông Politaev, nga đã cố gắng đàm phán về một loại vùng đệm với những thành viên khác của bộ tứ Normandy trong khuôn khổ thỏa thuận Minsk 2014 và 2015 để đảm bảo an ninh cho dân thường vùng Donbass trong bối cảnh Ukraine pháo kích vào khu vực. Tuy nhiên, Kiev đã không tuân thủ các thỏa thuận trong khi các đồng minh phương Tây ủng hộ Ukraine sau đó thừa nhận rằng họ đã sử dụng thỏa thuận Minsk như một thời gian tạm dừng để cho phép Ukraine củng cố quân đội. Theo chuyên gia Politaev, chiều sâu của vùng đệm phụ thuộc vào loại vũ khí mà quân đội Ukraine sẽ sử dụng. Tuy nhiên, nhà phân tích Politaev nhận xét, vùng đệm vẫn không ngăn được Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa. Gần đây nhất, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở của Nga, Ngoài ra, đoạn ghi âm dò dì cuộc trò chuyện của các sĩ quan cấp cao quân đội Đức mà Nga công bố đã tiết lộ kế hoạch sử dụng tên lửa Taurus chống lại các mục tiêu dân sự của Nga. Tên lửa hành trình Taurus có tầm bắn lên tới 500 km. Ông Politaev lưu ý rằng, xét từ quan điểm của Kiev và những tuyên bố của phương Tây, họ không sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán để chấm dứt các hành động thù địch. Vì vậy, theo ông, giải pháp duy nhất cho vấn đề nan giải này là chuyển tiền tuyến ra khỏi biên giới Nga. Ông Politaev tin rằng, việc Ukraine pháo kích và xâm nhập vào các khu vực biên giới của nga khiến moscow còn rất ít lựa chọn khác khả năng pháo kích vào lãnh thổ của chúng tôi từ ukraine vẫn còn nguyên tổng thống putin nói trong cuộc gặp với các phóng viên chiến trường đang đưa tin về kế hoạch quân sự của nga đây là một số giải pháp thứ nhất tăng cường hiệu quả của cuộc đấu tranh chống pháo nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không có các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi nhưng nếu các vụ tấn công đó tiếp tục thì rõ ràng chúng tôi sẽ phải xem xét vấn đề và tôi đang nói điều này rất cẩn trọng về việc tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Ukraine ở một khoảng cách xa đến mức không thể tiếp cận được lãnh thổ của chúng tôi. Ông Putin lưu ý rằng Điện Kremlin phải xem tình hình diễn biến như thế nào. Khi các cuộc tấn công của Ukraine tiếp tục diễn ra, Moscow đang tăng cường xem xét lựa chọn này. Trang UNN của Ukraine dẫn lời thống đốc vùng Sumy, ông Volodymyr Atiuk cho biết, cuối tuần qua, vùng Sumy hứng chịu 83 vụ tấn công, 486 vụ nổ, trong đó có 6 vụ tấn công tên lửa và 11 vụ không kích quân đội Nga bắt đầu sử dụng pháo bắn loạt thường xuyên hơn. Ukraine tiếp tục phải sơ tán dân khỏi các khu định cư biên giới. Theo ông Atiuk, các lực lượng Nga đã pháo vào 46 khu định cư ở 16 khu vực trong vùng và các cuộc tấn công của Nga vào Sumy ngày càng có sức tàn phá khủng khiếp. Các thành phố Sumy, Konotop và Utica bị nã tên lửa. Phát biểu trên truyền hình, thống đốc Sumy cho hay, so với tuần trước, các vụ tấn công đã tăng lên đáng kể, việc sử dụng máy bay chiến thuật và bệ phóng loạt rocket cũng tăng mạnh làng Velika Pisaripka, bị pháo kích nặng nề nhất. Ông Atiuk cho biết thêm, vùng Sumi đã bị oanh tạc hơn 3.000 lần kể từ đầu năm nay. Chính quyền vùng Sumi cho biết đã sơ tán 285 cư dân, trong đó có 26 trẻ em khỏi khu vực biên giới vào tuần trước. Ngoài ra, nhà chức trách nói với người dân không hoảng loạn và chỉ tin tưởng thông tin chính thức. Những khu vực được sơ tán chứng kiến tình hình căng thẳng nhất trong thời gian gần đây, tổng cộng hơn 4.500 cư dân đã được sơ tán khỏi 22 ngôi làng ở vùng Sumi phát ngôn viên Bộ Chỉ huy tác chiến phía Bắc của quân đội Ukraine, ông Vadim Misnik cho biết các lực lượng nước này đang tăng cường củng cố cho tuyến phòng thủ 1, 2 và 3 ở vùng Sumy, giáp biên giới Nga. Các lực lượng phòng thủ ở Sumy thực hiện nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ biên giới quốc gia và ngăn chặn các nhóm phá hoại, trinh sát của Nga vượt qua biên giới. Vùng Sumy giáp các khu vực Kurd và Benkorod của Nga, những nơi bị hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ lực lượng chống Nga trong thời gian gần đây. Cộng đồng Velikobisaska nằm cách làng Kozinka vài km phía bên kia biên giới Nga. Làng Kozinka thuộc tỉnh Benkorod là nơi chính quyền địa phương cho biết một cuộc tấn công của các nhóm vũ trang gây thiệt hại đáng kể. Các nhóm này tự nhận là những người Nga phản đối Điện Kremlin và cho biết họ đang tiến hành một hoạt động quân sự trong khu vực. Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu và loại bỏ hai nhóm phá hoại Ukraine gần biên giới ở vùng Benkorod và Kurt của Nga. Thống đốc vùng Benkorod, Vyacheslav Gladkov cho hay khoảng 9.000 trẻ em sẽ được sơ tán khỏi thành phố Benkorod và một số huyện ở vùng này do Ukraine pháo kích. Nhóm đầu tiên gồm 1.200 trẻ em sẽ được sơ tán vào ngày 22 tháng 3. Theo trang The Kiev Independent, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vùng Benkorod bị tấn công bằng rocket từ ngày 16 đến 19 tháng 3, gây thương vong đối với dân thường. Trong khi đó, giới chức địa phương Ukraine cho hay các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine cũng gây thiệt hại nặng nề. Nga đã nhắm mục tiêu vào tổng cộng 9 tỉnh ở Ukraine, gồm Dnipropetrovsk Sumy, Mykolaiv, Luhan, Zaporizhia, Chernihiv, Kherson, Kharkov và Donetsk. Thường vòng được ghi nhận ở Kherson, Kharkov và Donetsk. Hãng tin TASS dẫn lời Alexander Godeyev, phát ngôn viên của nhóm chiến đấu phía đông thuộc quân đội Nga hôm 19 tháng 3 cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị của chúng tôi đã cải thiện vị trí tiền tuyến, đẩy lùi hai vụ phản kích từ lữ đoàn riêng biệt số 1 của tổng thống Ukraina gần khu định cư Urozhnoy, loại bỏ nhóm lính dự bị thuộc lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 108 của Kiev gần khu định cư Minoy. Theo người phát ngôn, nhóm chiến đấu phía đông cũng ngăn chặn thành công các nỗ lực tiến công của đối phương ở tiền tuyến gần các khu định cư Staromajoskoy và Rostovpol. Với hỏa lực pháo binh, súng phun lửa hạng nặng và các cuộc không kích, binh lính Nga đã phá hủy các thành trì và gây thiệt hại lớn về nhân lực cho lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 của Ukraine gần các khu định cư Satyo và Staromajoskoy. Tuy nhiên, việc đẩy lùi quân đội Nga ở tiền tuyến lại không phải nhiệm vụ chính của Ukraine trong thời gian qua. Kiev đang phải đối mặt với một vấn đề đầy thách thức là làm thế nào ngăn chặn một Moscow đã có khoảng thời gian đủ lâu để luân chuyển binh sĩ, tiếp tế cho tiền tuyến và củng cố công sự trận địa. Theo tờ Kyiv Independent của Ukraine, ngày 19 tháng 3, một phần của câu trả lời hiện đang diễn ra trên nhiều vùng trời ở nước Nga. Trong hai tuần qua, ít nhất hàng chục máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công không dưới 9 khu vực của Nga. Phần lớn máy bay không người lái của Ukraine đều hướng tới mục tiêu rất cụ thể, đó là các cơ sở lọc dầu và nhiều chiếc trong số đó đã đánh trúng mục tiêu dẫn tới cháy nổ tại các nhà máy xử lý nhiên liệu trên khắp nước Nga. Từ đầu năm đến nay, Hậu quả của các cuộc tấn công đó gây ra là khoảng 46 triệu tấn công suất lọc dầu của Nga đã bị ảnh hưởng, chiếm 14% tổng công suất lọc dầu của toàn nước Nga. Chuyên gia công nghệ không người lái Federico Bosari thuộc Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu cho biết Ukraine tiếp tục đạt được những thành công quan trọng với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp và dầu mỏ của Nga. Nếu các cuộc tấn công kiểu như trên duy trì ở nhịp độ cao, chúng có thể làm chậm cỗ máy chiến tranh và giáng đòn vào nền kinh tế của Nga, làm gia tăng chi phí, gây áp lực buộc Nga phải di chuyển hệ thống phòng không về bảo vệ các cơ sở năng lượng thay vì hỗ trợ lực lượng nơi tiền tuyến. Nó cũng làm giảm xuất khẩu và gây ra biến động bất lợi về giá nhiên liệu, đẩy lạm phát ở Nga lên cao. Viễn cảnh nêu trên gây bất lợi cho Nga nhưng lại có thể giúp Ukraine có thêm thời gian vì nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo. Chuyên gia Bosari cho rằng mục đích của các cuộc tấn công này là phá hủy các cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu cung cấp nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng cho lực lượng nga ở ukraine đồng thời tước đi động lực cần thiết của nga trong việc tiếp tục các hoạt động tấn công ukraine bên cạnh đó chiến dịch tấn công các cơ sở lọc dầu nga của ukraine cũng có thể nhằm mục đích giảm xuất khẩu nguyên liệu tinh chế của nga gây tổn hại đến ví tiền của nước này elena ribakova một nhà kinh tế tại viện nghiên cứu peterson có trụ sở tại washington dc cho rằng Chiến dịch tấn công của Ukraine vào các cơ sở lọc dầu của Nga sẽ làm được những gì mà các biện pháp trừng phạt chưa thể làm được đối với Nga, theo ông Viktor Keplyuk, chuyên gia quân sự Ukraine thuộc Trung tâm chiến lược quốc phòng. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga tại các cảng của nước này ở Ust-Luga và Novorossi cũng có thể gây thiệt hại rất lớn và kéo dài do thiết bị sử dụng tại cảng nêu trên nếu bị hư hại sẽ phải đặt hàng từ các công ty ở châu Âu và thanh toán bằng đồng euro. Trong khi đó do các lệnh trừng phạt, Nga sẽ khó có thể đặt được hàng thay thế. Tình hình càng nghiêm trọng hơn với Nga khi Ukraine có khả năng tấn công thường xuyên và nhất quán. Michael Kaufman, một học giả chiến tranh thuộc tổ chức Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế cho biết, có một số lượng đáng kể cơ sở lọc dầu Nga nằm trong phạm vi khả năng hoặc phạm vi xác suất của khả năng tấn công của Ukraine. Tuy nhiên hiệu quả ra sao, phần lớn sẽ phụ thuộc vào mức độ Ukraine có thể mở rộng chiến dịch tấn công nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo rằng một chiến dịch sử dụng máy bay không người lái thành công không đồng nghĩa với chiến thắng bởi nó không thể thay thế cho các hoạt động trên bộ. Chia sẻ về hãng thông tấn Ukraine Form, Trung tướng Ivan Hariliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, các máy bay quân sự Nga đã tăng cường sử dụng bom dẫn đường tấn công vào vị trí của các lực lượng vũ trang Ukraine ở biên giới và tiền tuyến. Cụ thể, không quân Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí quân đội Ukraine gấp 16 lần so với năm 2023. Kể từ đầu năm 2023, Nga đã bắt đầu sử dụng bom dẫn đường được trang bị mô đun cánh lượng có thể hiệu chỉnh UMPC. UMPC biến đổi những quả bom rơi tự do thông thường thành bom dẫn đường chính xác. Trong đó, Nga đã trang bị UMPC cho bom FAB-1500 và RBK-500. Thậm chí, bom FAB-500 của Nga được ca ngợi là vũ khí làm thay đổi tình hình xung đột ở Ukraine nhờ sức mạnh tấn công lớn và phạm vi triển khai lên tới 80 km. Trước đó, giới chuyên gia phương Tây ghi nhận, không quân Nga đã cải thiện đáng kể hiệu quả của mình trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine bằng việc tăng cường sử dụng bom lượn, từ đó đóng góp vào các thành công gần đây của Nga trên chiến trường. Cùng với UAV, tên lửa và trọng pháo, các quả bom lượn này đã bổ sung hỏa lực hủy diệt cho kế hoạch quân sự của Nga tại miền đông Ukraine, đặc biệt là tại thị trấn Adipka mà Nga mới giành được. Giới chức Ukraine cho biết, thứ vũ khí đa dạng này của Nga vẫn là nỗi đau đầu đối với quân đội Ukraine. Theo họ, vũ khí hiệu quả nhất giúp họ đối phó được với bom lượn là máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và được Ukraine khát khao bấy lâu nay. Nga lần đầu triển khai bom lượn vào năm 2023. Giải pháp đó giúp Nga vượt qua thử thách từ phòng không Ukraine, muốn vô hiệu hóa ưu thế trên không của Nga trong những ngày đầu của cuộc xung đột quân sự Ukraine. Dẫu Ukraine vẫn sở hữu hệ thống phòng không và một số máy bay chiến đấu, thì Nga vẫn xoay sở được để tấn công Ukraine từ khoảng cách xa hơn bằng các quả bom lượn. Ông Dmytro Likovy, phát ngôn viên lực lượng quân sự Ukraine ở miền Đông thừa nhận, các quả bom này thật không may có sức hủy diệt rất lớn. Chúng đơn giản là phá hủy tất thảy, phá hủy các công trình, các cơ sở hạ tầng có thể dùng làm công sự phòng ngự. Lực lượng Ukraine cũng có sử dụng bom lượn, bao gồm hệ thống bom tấn công trực diện phối hợp với độ chính xác cao hơn cả của Nga. Tuy nhiên, Ukraine thiếu thốn loại bom này. Trong khi đó, bom lượn Nga đã thể hiện hiệu quả trong việc đánh chiếm Adipka. Giới chức Ukraine cho rằng kết cấu sắt nặng nề của quả bom lượn khiến nó gần như không thể bị bắn rơi bởi vì hệ thống phòng không được thiết kế chủ yếu để phát hiện tên lửa đang bay theo một quỹ đạo rõ ràng, không như bom lượn viện nghiên cứu chiến tranh isv có trụ sở tại washington cũng nhận định rằng máy bay nga có vẻ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng bom lượn với tần suất tương đối cao bất chấp các thông tin cho rằng lực lượng ukraine đã bắn hạ tương đối nhiều máy bay chiến đấu của nga isvk cho rằng có thể bộ chỉ huy nga đã cân nhắc kỹ lợi hại xác định ích lợi từ sử dụng bom lượn lớn hơn nhiều so với rủi ro từ việc đưa máy bay tiến gần mục tiêu Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh máy bay ném bom Su-34 tiến hành các cuộc không kích vào sở chỉ huy của Ukraine ở khu vực Donetsk bằng cách sử dụng bom máy bay không người lái FAB-500 với mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPC, phi công Nga đã tấn công chính xác mục tiêu. Sau khi xác nhận các mục tiêu bị loại bỏ hoàn toàn, tổ bay đã trở về sân bay an toàn. Máy bay ném bom Su-34 được thiết kế để mang các tên lửa chính xác và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu trên mặt đất cũng như mục tiêu trên không của đối phương máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga gần đây đã được nâng cấp để phóng tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình tầm xa, biến chúng trở thành vũ khí răn đe chiến lược. Nga đã nâng cấp các máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 để phóng tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình tầm xa. Bản thân tên lửa hành trình hay tên lửa siêu thanh không phải mới, nhưng chúng không nằm trong hệ thống vũ khí của Su-34 trước đây. Việc tích hợp các vũ khí này lên Su-34 là giải pháp mới nhằm làm tăng tính đa dạng trong quá trình tác chiến máy bay ném bom Su-34 đã chứng minh khả năng là một trong những hệ thống vũ khí mạnh mẽ và lợi hại nhất của Nga trong suốt cuộc xung đột. Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trong đó tải trọng vũ khí mang theo nặng 8 tấn. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực Liunka AL-35F công suất 137,2 kN, phạm vi hoạt động 4.500 km, chân bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng. Mặc dù không nhanh và cơ động như máy bay chiến đấu thực sự kiểu Su-30 hay Su-35, nhưng tốc độ mét 1,8, 2.000 km h cho phép nó nhanh chóng thay đổi nhiệm vụ. Theo AFP, chuyên gia Ulrike Franke tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu ECFR gần đây đánh giá Ukraine đang sử dụng UAV ở quy mô không thể tưởng tượng được, với con số có thể lên tới hàng chục, hàng trăm ngàn chiếc trên chiến trường. Các quan chức Ukraine ước tính cần khoảng 100.000 đến 120.000 chiếc UAV mỗi tháng nhiều bên ủng hộ Ukraine đang cố gắng củng cố nguồn dự trữ UAV của Ukraine. Chẳng hạn, Anh chuẩn bị cung cấp hơn 10.000 chiếc UAV, trong đó có 1.000 chiếc được gọi là máy bay không người lái FPV. Bên cạnh đó, Ukraine cũng cần 200.000 đến 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng cho một cuộc tấn công lớn hoặc 75.000 đến 90.000 quả để duy trì phòng thủ. Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu Ulrike Franke cảnh báo, Ukraine sử dụng máy bay không người lái vì họ có thể sản xuất hoặc mua chúng nhưng điều đó không phải là cách làm lý tưởng. Máy bay không người lái FPV có tải trọng nhỏ. Thông thường một chiếc máy bay không người lái FPV chỉ có thể mang theo vài trăm gram thuốc nổ, trong khi máy bay không người lái thương mại lớn nhất cũng chỉ mang được vài kg thuốc nổ. Chuyên gia Stacy Petizon có chung quan điểm khi nêu rõ trong một nghiên cứu của Tổ chức Tư vấn An ninh CNAS của Mỹ. Ngay cả số lượng lớn máy bay không người lái nhỏ cũng không thể sánh được với hỏa lực của pháo binh. Bà Petizon nói thêm, máy bay không người lái có thể bổ sung cho vũ khí hỏa lực gián tiếp, nhưng chúng không phải là vũ khí thay thế. ISS cũng cho rằng Ukraine không có đủ đạn dược để tiến hành một cuộc tấn công lớn vào năm tới. Dù UAV mang lại những khả năng mới, nhưng cuối cùng lại gây khó khăn hơn cho việc tập trung lực lượng, đạt được sự bất ngờ và tiến hành các hoạt động tấn công, nên chúng sẽ không tạo ra sự thay đổi thực sự mang tính đột phá. Mặt khác, về ngân sách năm 2024, chính quyền Kiev đã dành 1,15 tỷ euro, 1,25 tỷ đô la Mỹ cho việc mua sắm, sản xuất máy bay không người lái. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã tuyên bố rằng nước này sẽ sản xuất một triệu máy bay không người lái trong năm nay, sau khi thành lập lực lượng mới chuyên điều khiển thiết bị không người lái hồi tháng 2 năm 2024. Ông Zelensky nêu rõ, drone đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt trên chiến trường, cả ở trên biển, trên không và đất liền. Nhấn mạnh rằng việc thành lập lực lượng riêng về drone cần đem lại kết quả cụ thể trong thời gian ngắn. Do 2024 là năm mang tính quyết định trong xung đột Nga-Ukraine trên nhiều khía cạnh, Tổng thống Zelensky nói, nhiệm vụ trước mắt là xây dựng các đơn vị đặc biệt về drone, tăng cường huấn luyện, học hỏi từ kinh nghiệm trong quá khứ, mở rộng quy mô sản xuất, lên ý tưởng mới và mời các chuyên gia hàng đầu tham gia vào quá trình này. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine, mục tiêu của Kiev khi thành lập lực lượng drone là tăng cường năng lực trong sử dụng các hệ thống tự hành và robot trên mặt đất, trên không và trên biển. Bộ trưởng chuyển đổi số Mikhailo Fedorov cho rằng lực lượng này sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ về phát triển công nghệ cho quân đội Ukraine hướng đi của Kiev được đưa ra khi những người ủng hộ nước này đang cố gắng củng cố nguồn dự trữ của Ukraine. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR Sergei Nariskin cho biết, theo thông tin SVR nhận được, Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân đến Ukraine và tất cả đã sẵn sàng, dự kiến ban đầu gửi khoảng 2.000 quân. Theo giám đốc tình báo đối ngoại Nga, phía Pháp lo ngại việc vận chuyển số lượng quân lớn như vậy sẽ thu hút sự chú ý. Ông Nariskin nói, động thái này sẽ biến binh lính Pháp trở thành mục tiêu ưu tiên hợp pháp cho các cuộc tấn công lực lượng vũ trang Nga. Có nghĩa số phận của binh sĩ này cũng giống như những người Pháp từng đến xâm chiếm Nga. Trước đó, sau hội nghị về Ukraine ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói Pháp chưa có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. Đầu tháng 2, Paris và Kiev đã ký hiệp ước an ninh song phương, tương tự như các thỏa thuận của Ukraine với Đức và Anh. Mặc dù Pháp không đưa ra những đảm bảo mạnh mẽ đối với Ukraine trong thỏa thuận này, nhưng ông Macron cam kết viện trợ Kiev 3 tỷ euro, 3,25 tỷ đô la Mỹ trong suốt năm 2024, cũng như hợp tác trong sản xuất pháo binh. Tháng trước, Tổng thống Macron thông báo Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 40 tên lửa hành trình tầm xa, scap Eger và hàng trăm quả bom. Trước đó trả lời phỏng vấn hai kênh TF2 và Fran2, Tổng thống Pháp Macron cũng cho biết Ukraine phải giành lại quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ mà nước này từng nắm giữ, bao gồm cả bán đảo Crimea của Nga, đồng thời cho rằng đây là điều kiện để có hòa bình lâu dài. Bình luận về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraina, theo Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Fidan cho biết, chưa có cơ sở để mong chờ có thay đổi gì trong năm nay. Xung đột Ukraina khó có thể được giải quyết sớm và có khả năng căng thẳng hơn nữa. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, sự căng thẳng giữa Moscow và Kyiv đã biến thành một cuộc xung đột tiêu hao. Đây là vấn đề nghiêm trọng khiến Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại. Ông Fidan nói, về mặt chiến lược, chúng tôi lo ngại về việc mở rộng xung đột sang khu vực Ông cho rằng các quá trình xung đột này bắt đầu bằng ngôn ngữ và sau đó chuyển thành hành động, đồng thời cảnh báo châu Âu nên lo lắng về tình hình ở Ukraine hơn chúng tôi. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ có một số sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột và là một trong số ít quốc gia kêu gọi hòa bình trong NATO, EU và các nền tảng quốc tế khác. Ông Fidan cho rằng Ankara có vị thế tốt để theo đuổi chính sách này vì nước này có quan hệ tốt với cả hai bên tham chiến. Kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần kêu gọi Moscow và Kiev chấm dứt xung đột đồng thời cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình vào năm đó. Các cuộc đàm phán xoay quanh vấn đề trung lập của Ukraine ban đầu đạt được một số tiến triển, nhưng ép sau đó đã bỏ đi. Moscow tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đã bị Thủ tướng Anh lúc đó là ông Boris Johnson làm trạch hướng, do ông đã khuyên Ukraine tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, ông Johnson phủ nhận thông tin này. Bộ trưởng Thủ Nhĩ Kỳ Fidan cũng nhấn mạnh rằng đã đến lúc tách vấn đề chủ quyền khỏi lệnh ngừng bắn để ngăn chặn xung đột, đồng thời nhấn mạnh rằng Điều này không có nghĩa là Kiev sẽ công nhận các lợi ích lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký xác lệnh cấm đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow vào mùa thu năm 2022, sau khi Nga tổ chức trưng cầu dân ý và sáp nhập bốn khu vực của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng đàm phán với Ukraine, miễn là Kiev và những nước ủng hộ phương Tây nghiêm túc về hòa bình lâu dài với Moscow, chứ không chỉ vì họ hết đạn. Về phía Ukraine, Gần đây, kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky bao gồm việc Nga rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ và trả lại biên giới năm 1991 cho Ukraine. Nga phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường, kèm theo nhiều điều kiện khác. Nữ phát ngôn viên Zakharova của Nga cho rằng, trong khi yêu cầu của Kiev vẫn không có gì thay đổi, thì lợi ích của Nga lại bị phớt lờ. Bà khẳng định, Thụy Sĩ đã đánh mất vị thế trung lập và không thể đóng vai trò là nền tảng cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình. Trong khi đó, phía Điện Kremlin cũng cho biết họ vẫn sẵn sàng thảo luận nhưng chỉ khi kĩ ép thừa nhận thực tế trên thực địa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19 tháng 3 tới Đức bắt đầu chuyến thăm chính thức châu Âu và chủ trì vòng đàm phán thứ 20 của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh phương Tây ngày một chia rẽ về việc hỗ trợ Ukraine khi cuộc xung đột tại nước này đã bước sang năm thứ ba và vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong khi đó, gói hỗ trợ bổ sung của Mỹ dành cho Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden tới nay vẫn bị mắc kẹt tại Quốc hội. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Lloyd Austin cùng các Bộ trưởng Quốc phòng và quan chức quân sự cấp cao của gần 50 quốc gia sẽ thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc dành cho nước này. Được thành lập ngay sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, hồi tháng 2 năm 2022, nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm điều phối các nỗ lực viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev. Mỹ ước tính đã chi khoảng 44 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ an ninh cho Ukraine, trong khi các đồng minh và đối tác cũng đã cam kết một khoản tương tự để giúp Kiev gia tăng lợi thế trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, ngân sách dành cho Ukraine đang cạn kiệt để xoay sở viện trợ cho Ukraine trong khi chờ quốc hội bật đèn xanh chính phủ mỹ đã phải huy động tiền tiết kiệm từ các hợp đồng mua sắm vũ khí của lầu năm góc song điều này chỉ giúp ukraine giải tỏa cơn khát đạn dược trong một thời gian ngắn tổng thống joe biden thừa nhận khoản viện trợ mới này gần như không đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của ukraine quốc hội cần ngay lập tức thông qua dự luật an ninh quốc gia lưỡng đảng bao gồm tài trợ khẩn cấp cho ukraine chúng ta phải hành động trước khi quá muộn một số quốc gia đồng minh đã đặt câu hỏi về cam kết của mỹ thủ tướng đức olaf scholz và tổng thống pháp emmanuel macron thời gian gần đây không ngừng kêu gọi châu âu tăng cường năng lực phòng thủ nhằm ứng phó tốt hơn với môi trường an ninh nhiều biến động chủ tịch nghị viện châu âu roberta messola thậm chí còn đề cập đến khả năng châu âu phải đi một mình mà không có mỹ bà messola nói liên minh châu âu vẫn cần phải làm nhiều hơn về chi tiêu quốc phòng và gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chúng ta đủ mạnh để bảo vệ lẫn nhau tuy nhiên chúng ta cũng phải kiên định với quan điểm rằng châu Âu cần phải làm nhiều hơn nữa để phòng trường hợp chúng ta phải đi một mình. Cuộc xung đột tại Ukraine đang ngày càng trở thành một cuộc xung đột tiêu hao. Cả Mỹ và các đồng minh châu Âu ở phía bên kia bờ đại Tây Dương đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng tăng liên quan tới việc duy trì các khoản tài trợ lớn cho Ukraine. Áp lực được dự báo sẽ trở nên rõ ràng hơn khi cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới và bầu cử Mỹ vào tháng 11, cũng như các cuộc thăm dò quốc gia ở nhiều nước châu Âu trong đó có anh một đối tác quan trọng của Ukraine. Trước đó các chuyên gia quân sự cho biết sự chậm trễ của phương Tây trong việc viện trợ vũ khí và đạn dược cho Ukraine đã tạo cơ hội cho nga tiến hành các hoạt động tấn công trên nhiều mặt trận. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW chỉ ra rằng việc phương Tây trì hoãn hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể giúp nga tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo một số khu vực tiền tuyến nhằm gây áp lực cho lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực. Theo ISVK, tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí của Ukraine cùng với việc Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Kiev có thể đã tạo cơ hội cho lực lượng Nga tận dụng tình hình để tiến hành nhiều cuộc tấn công trong thời gian qua. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với tờ Politico mới đây rằng Lầu Năm Góc cần khoảng 10 tỷ đô la Mỹ để thay thế vũ khí trong kho dự trữ quân sự của nước này đã được gửi tới Ukraine. Hiện khoản tiền 60 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua cũng bao gồm nguồn tài trợ để bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ. Thượng viện Mỹ đã thông qua khoản chi tiêu này nằm trong dự luật viện trợ quân sự nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện Hạ viện Mỹ vẫn chỉ hoãn việc đưa ra bỏ phiếu. Quan chức Mỹ trên cho biết nếu Lầu Năm Góc không nhận được số tiền bổ sung sẽ gây tổn hại cho quân đội Mỹ. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ khi kho dự trữ đang ở mức thấp trong bối cảnh không thể nhận được nguồn tài chính mới. Theo Bloomberg, chính quyền Biden đã nhấn mạnh với Quốc hội Mỹ về gói ưu tiên để bổ sung kho vũ khí của Mỹ, thay thế trang thiết bị quân sự đã gửi đến Ukraine. Việc bổ sung bao gồm tất cả mọi thứ, từ đạn pháo 155mm và tên lửa phóng từ trên không chống radar cho đến thiết bị nhìn đêm. Lầu Nông Góc đã gửi Quốc hội Mỹ danh sách đề xuất bổ sung vũ khí, trang thiết bị như sau. 2,1 tỷ đô la Mỹ cho sản xuất đạn pháo 155mm tại các nhà máy ở Texas, Iowa, Arkansas, Ohio, Pennsylvania, Kansas và California 915 triệu đô la Mỹ để mua thêm tên lửa chống radar HAM được sản xuất ở California, Minnesota và Tây Virginia. 797 triệu đô la Mỹ cho tên lửa của hệ thống Patriot từ các cơ sở ở Texas, Arkansas, Georgia, Florida và Tây Virginia. 549 triệu đô la Mỹ cho tên lửa phóng loạt GMLRS được sản xuất ở Arkansas, California, Tây Virginia Ohio và Florida. 348 triệu đô la Mỹ cho tên lửa chống giáp TOW được sản xuất ở California, Arizona và Utah. 308 triệu đô la Mỹ cho các thiết bị nhìn đêm được sản xuất ở New Hampshire và Virginia. Trong khi đó, hãng tin AP cho biết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Quinton Brown đã đến thăm cơ sở vũ khí Camden, Arkansas của Lockheed Martin và nhà máy đạn dược quốc phòng Mark Alester ở McAllister, Oklahoma, cùng với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ. Thượng nghị sĩ Arkansas John Bosman, Thượng nghị sĩ Oklahoma Mark Mullin và Hạ nghị sĩ Arkansas Brad Westerman và Hạ nghị sĩ Oklahoma George Millichan để giải quyết những lo ngại về hàng tỷ đô la Mỹ được gửi ra nước ngoài trong khi có quá nhiều nhu cầu khác ở trong nước. Tướng Brown cho biết chuyến thăm nhằm chỉ ra mức độ cần thiết của nguồn tài trợ bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ đã được gửi tới Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và việc gia tăng sản xuất đó hỗ trợ nền kinh tế của Mỹ như thế nào. Đây là một vấn đề mà Lầu Năm Góc ngày càng thúc đẩy trong những tháng gần đây khi nguồn tài trợ hiện tại cho Ukraine cạn kiệt. Theo ông Brown, phần lớn số tiền viện trợ, khoảng 80%, sẽ quay trở lại cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Chuyến thăm trên cũng nhằm khẳng định rằng gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ đang bị treo tại Quốc hội Mỹ, không chỉ quan trọng đối với sự sống còn của Ukraine mà còn quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Về các khoản viện trợ sắp tới cho Ukraine, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Sykes xác nhận rằng Mỹ sẽ không thể cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu không được Quốc hội Mỹ phê duyệt kinh phí bổ sung. Theo bà Sykes, gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la Mỹ mà Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 12 tháng 3 là một trường hợp duy nhất. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 đến nay, Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 44 tỷ đô la Mỹ thiết bị quân sự cho Ukraine. Mỹ cũng đã chi ít nhất 113 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến ủy nhiệm, bao gồm hỗ trợ tài chính và các loại viện trợ khác cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết họ vẫn có hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ mà theo đạo luật ủy quyền quốc phòng, Tổng thống Mỹ có thể cho phép chuyển trực tiếp từ kho dự trữ của Mỹ cho Ukraine. Nhưng quyền này chưa được sử dụng vì không có kinh phí để bổ sung vũ khí. Trong bối cảnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tăng cường nâng cao năng lực quốc phòng và bảo vệ an ninh khu vực ở Biển Đen trước các cuộc xung đột hiện tại, dưới sự hỗ trợ của khối, Rumani đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự được xem là lớn nhất của khối ở châu Âu. Rumani từ lâu đã là trung tâm quan trọng cho các hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở khu vực Biển Đen. Dự án xây dựng căn cứ quân sự này trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ và sẽ mở rộng căn cứ không quân số 57 của không quân Rumani nằm gần thành phố cảng Constanta ở Biển Đen. Cơ sở quân sự mới có diện tích gần 3.000 hecta có thể tiếp nhận khoảng 10.000 binh sĩ NATO và gia đình. Trên một số các trang truyền thông châu Âu đưa tin, Công việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của căn cứ như đường vào và lưới điện đã được bắt đầu. Dự kiến một số đường băng mới sẽ được xây dựng để hỗ trợ hoạt động của nhiều loại máy bay quân sự. Đại diện chỉ huy căn cứ không quân số 57 cho biết sẽ xây dựng khu nhà chứa máy bay để thuận tiện trong quá trình xử lý bảo trì, các kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật hàng không, thiết bị mô phỏng, các cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở, mọi thứ đều cần thiết để hỗ trợ hoạt động và nhiệm vụ của căn cứ này các công trình mở rộng đang được triển khai xây dựng nhanh chóng. Sau khi hoàn thành, căn cứ này sẽ trở thành căn cứ lớn nhất ở châu Âu và sẽ vượt qua căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Trong một diễn biến có liên quan, sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga kết thúc, Điện Kremlin đã tiết lộ cách duy nhất để bảo vệ Nga trong cuộc giao tranh với Ukraine, đó là cần phải có biện pháp bảo vệ các cơ sở công cộng, tòa nhà dân cư trong bối cảnh Ukraine tiến hành pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ của Nga. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, các công trình nêu trên có thể được bảo vệ bằng cách tạo ra vùng đệm để không có bất cứ phương tiện nào mà đối phương sử dụng có thể vươn tầm bắn tới. Bên cạnh việc cho biết, lực lượng vũ trang Nga đạt được bước tiến hàng ngày ở Ukraine và đang giữ thế chủ động trên chiến trường Ukraine, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin còn cho biết sẽ không loại trừ khả năng vào thời điểm thích hợp, Nga sẽ phải thiết lập một khu vực sạch sẽ hay còn gọi là vùng đệm tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Putin từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng cho biết một khu vực như vậy có thể phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tấn công lãnh thổ Nga. Ngày 18 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod bằng hệ thống pháo phóng loạt RM-70 Vampire, hay còn gọi vũ khí ma cà rồng lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 10 tên lửa tại khu vực biên giới giữa hai nước. Trước đó vào ngày 17 tháng 3, Nga đã bắn hạ 9 tên lửa phóng từ hệ thống Vampire trên vùng Belgorod, giáp biên giới phía đông bắc Ukraine. Trong một tuyên bố ngày 17 tháng 3, Nga cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ 23 tên lửa phóng từ Vampire trong ngày qua và phá hủy một xe chiến đấu Vampire MLRS gần biên giới Belgorod với Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo phóng loạt Vampire kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột với Nga bà Marina Miron, một nhà nghiên cứu thuộc khoa nghiên cứu chiến tranh tại King's College London cho biết, Vampire là hệ thống pháo tiêu chuẩn được sử dụng thường xuyên trong các cuộc tấn công xuyên biên giới. Hệ thống này được sử dụng cho các đợt phóng tên lửa tập trung, có thể phóng tới 40 tên lửa trong vòng chưa đầy một phút. Chúng thường được sử dụng để nhắm mục tiêu vào thiết bị quân sự. Hệ thống Macaron RM-70 Vampire được chế tạo trên khung gầm của một chiếc xe tải 8x8, cho phép hệ thống nhanh chóng rời khỏi vị trí sau khi khai hỏa, trước khi đối phương có thể xác định được vị trí và đáp trả bằng hỏa lực. Nga cáo buộc Ukraine liên tục sử dụng pháo binh tấn công vào khu vực Belgorod. Theo bà Miron, Ukraine có thể sẽ sử dụng hệ thống Vampire nhiều hơn trong những tuần gần đây vì sự khan hiếm đạn pháo 155mm. Trong khi đó, hệ thống Vampire sử dụng đạn pháo 122mm. Ngày 17 tháng 3, quân đội Nga và cơ quan biên giới của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã ngăn chặn một nhóm trinh sát Ukraine tiến vào làng Kozinka nằm ở vùng Belgorod của Nga gần biên giới với Ukraine. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho rằng quân đội Ukraine ngày 16 tháng 3 đã pháo kích vào thành phố Belgorod của Nga bằng hệ thống RM-70 Vampire do Shack sản xuất. Quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo binh và UAV vào lãnh thổ Nga trong tuần trước. Họ cũng đã thực hiện một số cuộc xâm nhập lớn vào các khu vực Belgorod và Kursk của Nga. Các đảng phái Nga thân Ukraine tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng biên giới Belgorod và Gokovsky và tòa nhà hành chính địa phương vào Chủ nhật. Gokovsky ở phía đông Kozinka. Chính phủ Nga không đề cập đến các nhóm du kích Nga cũng như là Gorkovsky trong các tuyên bố công khai cuối tuần qua. Một số nhóm Nga hoạt động từ Ukraine, bao gồm quân đoàn tự do cho Nga và tiểu đoàn Siberi, đã cùng nhau tiến hành một cuộc tấn công vào Belgorod và khu vực biên giới Kursk từ lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã dẹp tan cuộc nổi dậy xuyên biên giới, tuyên bố các tay súng là người Ukraine. Đại tướng Oleksandr Sitsky, người được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thay thế cho tướng Valery Zaluzhny vừa qua đã có một bài viết trên tài khoản Facebook về ưu tiên hàng đầu của ông theo tướng Siski công nghệ và hiệu quả công nghệ là chìa khóa giúp chúng ta giành lợi thế trước đối thủ hệ thống không người lái đóng vai trò then chốt ở đây vì vậy việc phát triển việc sử dụng hệ thống không người lái là ưu tiên hàng đầu theo tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ông và đại tá Sukharevsky đang hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp công nghệ tiên tiến và đảm bảo tính bền vững về mặt thể chế cũng như khả năng thích ứng của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát quân sự cụ thể trong các lực lượng làm nhiệm vụ quốc phòng. tướng Sisky cho biết thêm, Ukraine đang quan tâm đặc biệt tới việc đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực chiến tranh điện tử, hệ thống không người lái, hệ thống điều khiển tự động và việc tìm ra các giải pháp bất đối xứng để giành lấy lợi thế về chất so với đối thủ đang vượt trội về số lượng. tướng Sisky tiết lộ rằng quân đội Ukraine đang áp dụng cách tiếp cận toàn diện để lập kế hoạch cho nhu cầu của mình, trong đó có tính đến kinh nghiệm chiến trường. the defense express trong ngày 17 tháng 3, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ một robot vận tải quân sự của Nga. Cuộc tập kích do lữ đoàn cơ giới độc lập số 53 thực hiện ở gần Adipka. Trong đoạn video, đơn vị trinh sát của lữ đoàn số 53 đã phát hiện ra robot của Nga đang làm nhiệm vụ vận chuyển đạn dược trên một con đường mòn. Ngay sau đó, phía Ukraine đã triển khai một UAV mang chất nổ để tập kích mục tiêu. Đòn tấn công chính xác của Ukraine khiến robot Nga phát nổ và mất đi khả năng hoạt động. Truyền thông Ukraine cho biết, Nga đã bắt đầu sử dụng robot để vận chuyển đạn dược trên tiền tuyến từ cuối năm 2023, nhưng không có quá nhiều thông tin về các loại robot của Moscow. Lần gần nhất mà quân đội Ukraine bắn hạ một robot kiểu này là vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, cũng ở khu vực ngoại ô thành phố Avdiivka. Theo Defense Express, cuộc tập kích đã cho thấy một viễn cảnh mới về môi trường tác chiến tương lai, nơi các bên không cần binh lính để thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Trước đó, một nguồn tin tình báo Ukraine tiết lộ rằng kể từ khi xung đột bùng phát, các UAV tầm xa do cơ quan an ninh Ukraine, SBU phóng, đã tấn công thành công 12 nhà máy lọc dầu của Nga. Nguồn tin thứ hai cho biết, con số đó không bao gồm hoạt động của Cục Tình báo Quân sự Ukraine, GUR, vốn cũng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga bằng UAV. Trong khi đó, Kiev thông báo các cuộc không kích của Nga đã phá hủy nhà máy ở cảng Odessa tại Biển Đen. Bên cạnh đó, chỉ trong ngày 17 tháng 3, các lực lượng Ukraine đã bắn hạ 14 UAV của Nga trên bầu trời Odessa. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vào hôm 17 tháng 3 có đến 35 máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công các mục tiêu trên khắp nước Nga, bao gồm cả khu vực thủ đô. Theo Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, ông Mikhail Fedorov mới đây, nước này đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt robot trên bộ đa năng cho các nhiệm vụ ở tiền tuyến. Ông Fedorov tuyên bố rằng những robot này sẵn sàng trở thành yếu tố mang tính cách mạng tiếp theo trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga và dự kiến sẽ được triển khai trên chiến trường trong những tháng tới những robot mới được thiết kế để thực hiện một loạt nhiệm vụ, bao gồm phá hủy các công sự và thiết bị của đối phương, giải và giả phá bom mìn, sơ tán người bị thương và vận chuyển đạn dược. Ông Fedorov nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính của những robot mặt đất này là giảm thiểu sự tham gia của con người trên chiến trường, mang lại một giải pháp bất đối xứng trước lợi thế về số lượng của các lực lượng Nga, giống như vai trò của máy bay không người lái. Ông Fedorov tiết lộ rằng, hơn 50 robot chiến đấu đã được thử nghiệm tại Prey-1, trung tâm công nghệ quốc phòng của chính phủ được giao nhiệm vụ ứng dụng các công nghệ mới. Trong thời gian ngắn, hàng trăm robot thuộc nhiều loại khác nhau sẽ được mua thông qua sáng kiến United 24 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thu hút những nhà tài trợ ủng hộ ép và được biên chế cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, Bộ trưởng Fedorov lưu ý rằng hơn 140 robot đã được đăng ký, trong đó 96 hệ thống đã vượt qua các cuộc kiểm tra chuyên môn về quốc phòng và 14 hệ thống được hệ thống hóa theo tiêu chuẩn NATO một số robot, chẳng hạn như Saplia đã hoạt động ở tuyến đầu của cuộc xung đột. Hệ thống Saplia là một phương tiện tự động có thể gắn súng máy, súng phóng lựu và các loại vũ khí khác. Được trang bị camera nhiệt và video cũng như điều khiển từ xa, người vận hành có thể điều khiển hỏa lực của Saplia từ một vị trí an toàn, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 2 km. Một xu hướng đang nổi lên từ các robot không người lái của Ukraine là phần lớn chúng đều khá nhỏ và nhẹ hơn so với nhiều loại robot khác được cung cấp trên thị trường quốc tế. Bà Natalia Kusnoska, trưởng dự án tại Rayone, cũng xác nhận với mạng tin Defense News, sử dụng các giải pháp công nghệ cao và giá cả hợp lý mang lại cho Ukraina lợi thế trên chiến trường. Đây là những giải pháp bất đối xứng có khả năng thay đổi tình hình cuộc xung đột khi đối đầu với đối thủ có nguồn lực áp đảo. Bà Kusnoska nói thêm, Ukraina đã trở thành một trung tâm công nghệ quốc phòng toàn cầu và sự phát triển của lĩnh vực này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chính sách quốc phòng của Ukraine trong nhiều thập kỷ tới. Như vậy, một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm đẩy nhanh sự phát triển robot là thực hiện công việc nguy hiểm nhằm loại bỏ bom đạn còn sót lại trên chiến trường. Một số lượng đáng kể đạn dược và chất nổ được quân đội Nga và Ukraine sử dụng vẫn chưa phát nổ, gây ra mối đe dọa dân sự trong tương lai. Theo một số ước tính, có khoảng 174.000 km2 diện tích Ukraine đã bị ô nhiễm bom mìn. Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Sebastian Gorka hôm 18 tháng 3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi tại sao những thành viên Đảng Dân Chủ như lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer ghét bỏ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Schumer gần đây kêu gọi tổ chức bầu cử mới ở Israel nhằm tìm ra người thay thế ông Netanyahu, gọi Thủ tướng Israel là một trong bốn thách thức lớn đối với giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine và hòa bình khu vực. Ông Trump trả lời, tôi thực sự nghĩ họ ghét Israel, Đảng Dân Chủ đều ghét Israel. Theo cựu Tổng thống Mỹ, tuy là người Do Thái, ông Schumer đã trở thành người có quan điểm chống Israel vì lý do chính trị khi các cuộc biểu tình lớn ủng hộ người Palestine đã diễn ra trên khắp nước Mỹ giữa bối cảnh xung đột ở Gaza, cũng liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau cuộc bạo loạn mùng 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, mũi dìu dư luận đã luôn chĩa về phía cựu Tổng thống Donald Trump, ảnh hưởng đến khả năng thắng cử của ông. Thế nhưng, có vẻ như ông Trump lại tìm ra cách lật ngược thế cờ, biến gót chân Ashin ấy thành lợi thế trong cuộc bầu cử năm nay. Trong chiến dịch tranh cử lần này, không coi sự kiện Capitol là một bất lợi, ông Donald Trump lại coi đây là lá bài truyền thông để mở đường trở lại Nhà Trắng. Trong sự kiện tranh cử tại bang Ohio, lần đầu tiên xuất hiện với tư cách ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông Trump đã có những phát biểu đáng kinh ngạc về sự kiện mùng 6 tháng 1. Thay vì lên án những người tham gia vào cuộc bạo loạn, ông gợi ý sẽ ân xá cho một số người đã bị kết án về tội bạo lực. Thay vì giữ khoảng cách với những kẻ cực đoan, ông chào đón họ tại các cuộc meeting của mình. Ông Trump nói, họ là những người yêu nước chân chính. 3 năm sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, các thành viên Đảng Cộng hòa tỏ ra cảm thông hơn với những người đã xông vào Điện Capitol và có nhiều khả năng sẽ miễn trách nhiệm cho ông Donald Trump về vụ tấn công so với năm 2021. Theo một cuộc thăm dò của Washington Post, Đại học Maryland, 72% thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng đã đến lúc bỏ qua quá khứ đối với vụ việc tại Điện Capitol. Theo kênh CNN, một đối tác quan trọng của Mỹ ở Tây Bắc châu Phi đang hướng về phía Nga trong bối cảnh tư lệnh hàng đầu của Mỹ tại lục địa này cảnh báo rằng ảnh hưởng của Moscow đang gia tăng ở châu Phi. Niger, quốc gia đóng vai trò là chỗ đứng quan trọng cho các hoạt động chống khủng bố của Mỹ ở khu vực trong gần một thập kỷ. Ngày 16 tháng 3 tuyên bố rằng họ sẽ chấm dứt hiệp định cho phép quân nhân và nhân viên dân sự Mỹ vốn hoạt động tại nước này kể từ năm 2014. Thông báo này được đưa ra vài ngày sau cuộc họp căng thẳng giữa chính quyền quân sự Niger, lực lượng nắm quyền trong cuộc đảo chính và các quan chức ngoại giao quân sự Mỹ, trong đó có tướng Michael Langley, chỉ huy bộ tư lệnh châu Phi của Mỹ, AFRICOM và Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh quốc tế. Các quan chức Mỹ cho biết trong cuộc họp đó, Phái đoàn Mỹ bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga ở Niger, đặc biệt là về tương lai của căn cứ không quân 101 ở thủ đô Niger, rằng liệu nó có được nhượng lại cho Nga hay không. Cuộc thảo luận đã khiến các nhà lãnh đạo chính quyền Niger tức giận khi họ cảm thấy như thể đang bị chỉ đạo mặc dù mỹ đã cắt phần lớn viện trợ quân sự và viện trợ nước ngoài cho niger vào cuối năm ngoái sau cuộc đảo chính do đó niger đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận quân sự với mỹ gọi điều đó là vô cùng bất công đại tá amado abdraman phát ngôn viên quân đội niger cho biết trong một tuyên bố đồng thời nói thêm rằng phái đoàn mỹ có thái độ trịch thượng với phía niger khi nói đến việc lựa chọn đối tác ngoại giao chiến lược và quân sự chính phủ niger lấy làm tiếc về việc Phái đoàn Mỹ từ chối quyền của Niger có chủ quyền trong việc lựa chọn đối tác của mình và các loại hình quan hệ đối tác có khả năng giúp nước này thực sự chống khủng bố, mặc dù Washington đã đơn phương quyết định đình chỉ mọi hợp tác giữa hai nước. Các quan chức Mỹ xác nhận việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Nga và Niger là trung tâm của bất đồng giữa Mỹ và chính quyền Nigeria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Niger đã đồng ý tăng cường quan hệ quân sự vào tháng 1 năm nay. Hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền quân sự ở Niger có thực sự buộc quân đội Mỹ rời khỏi nước này hay không, nơi lực lượng Mỹ đã tiến hành các hoạt động chống khủng bố và huấn luyện quân đội Niger kể từ năm 2014 hay không. Các quan chức Mỹ cho biết nếu Lầu Năm Góc buộc phải rút quân, các nỗ lực chống khủng bố trên toàn khu vực có thể bị ảnh hưởng. Các quan chức Mỹ cũng lo ngại rằng việc rút khoảng 650 lính Mỹ đồn trú ở Niger có thể để lại khoảng trống mà phiến quân cực đoan Hồi giáo sẽ tìm cách khai thác. Trong khi đó, Nga vẫn đang tăng cường mối quan hệ với Niger khi mối quan hệ của nước này với Mỹ xấu đi. Vào tháng 12 năm ngoái, điện Kremlin đã mở lại đại sứ quán của mình ở nước láng giềng Burkina Faso và đã tăng cường nỗ lực thúc đẩy quan hệ với chính quyền quân sự Niger. Quan chức này cho biết một phần hấp dẫn đối với Niger là Nga có thể đề nghị bán vũ khí và thiết bị của riêng mình mà không có điều kiện tương tự về nhân quyền và tuân thủ các quy định khác mà Mỹ yêu cầu. Trong khi đối với một quốc gia đang cần nguồn cung cấp khí tài quân sự ngay lập tức, Nga có thể bán vũ khí của mình nhanh hơn nhiều so với Mỹ. Về phần mình, đại tá Abdraman, phát ngôn viên quân đội Niger lưu ý rằng Nga là đối tác mà Niger giao dịch trên cơ sở cấp nhà nước theo các thỏa thuận hợp tác quân sự đã ký với chính phủ trước đó để mua các thiết bị quân sự cần thiết cho cuộc chiến chống khủng bố, những kẻ đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân Niger vô tội dưới con mắt thờ ơ của phần lớn cộng đồng quốc tế. Tại phiên tranh luận công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, Mỹ và Nhật Bản đã đề xuất một nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhấn mạnh rằng các quốc gia cần tuân thủ hiệp ước cấm đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ. Nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản soạn thảo, kêu gọi các nước bị ràng buộc bởi hiệp ước không gian vũ trụ không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ, đồng thời không phát triển các loại vũ khí này. Nghị quyết được cho là nhắm tới Nga khi Washington cho rằng Moscow đang phát triển một loại vũ khí hạt nhân chống vệ tinh phóng từ vũ trụ và loại vũ khí này có thể làm gián đoạn liên lạc quân sự cho từ các dịch vụ điện thoại. Nga đã bác bỏ thông tin nước này đang phát triển loại vũ khí trên, đồng thời cho biết nước này phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong vũ trụ. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa, người chủ trì cuộc họp hội đồng, nhấn mạnh việc thực thi lệnh cấm đưa vũ khí hạt nhân vào không gian cần được triển khai ngay. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Thomas Greenfield cho biết tất cả các bên tham gia hiệp ước phải cam kết cấm vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt khác Bà Thomas Greenfield cũng nhắc lại trước hội đồng rằng Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga và Trung Quốc mà không cần điều kiện tiên quyết về các vấn đề kiểm soát vũ khí song phương. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh không bao giờ được để xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, vì chiến tranh hạt nhân không bao giờ dẫn đến chiến thắng và cuối cùng toàn thể nhân loại sẽ phải trả giá. Theo tổng thư ký Liên hợp quốc, một biện pháp duy nhất để ngăn chặn điều này là giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân dẫn đầu trong việc giải trừ trên 6 lĩnh vực. Theo đó, trước hết là tăng cường tính minh bạch và các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Thứ hai, dừng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Thứ ba, tái khẳng định cam kết không thử nghiệm hạt nhân để củng cố hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Thứ tư, chuyển từ cam kết sang hành động cụ thể về giải trừ vũ khí hạt nhân theo hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Thứ năm, cam kết không phải là nước sử dụng trước vũ khí hạt nhân trong mọi trường hợp. Cuối cùng, cần phải theo đuổi việc cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân. Ông Guterres cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân ngày càng cao do căng thẳng địa chính trị hiện nay và kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động hướng tới một thế giới không còn công cụ hiện diệt này. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cam kết khởi động khuôn khổ đối thoại mới nhằm đàm phán Hiệp ước Đa Quốc gia về cấm sản xuất vật liệu hạt nhân làm vũ khí, Hiệp ước Cắt giảm vật liệu phân hạch, FMCT. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường sự chú ý chính trị đối với FMCT trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng chia rẽ về việc thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân trong khi vẫn tồn tại lo ngại về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột. Theo ngoại trưởng Kamikawa, sáng kiến là bước đi mới nhằm hiện thực hóa kế hoạch hành động Hiroshima của thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Theo Reuters, ngày 19 tháng 3, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết chuyến công du Trung Đông sắp tới của ông có một vài mục tiêu bao gồm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với phong trào hồi giáo Hamas và đảm bảo thả con tin đang bị giam giữ ở giải Gaza. Phát biểu họp báo tại thủ đô Manila, Philippines, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh rằng chuyến đi sắp tới sẽ nhằm thảo luận về cấu trúc phù hợp cho hòa bình lâu dài trong khu vực. Trước đó, trong đoạn video ghi lại phiên họp nội các Israel được văn phòng thủ tướng Netanyahu công bố, nhà lãnh đạo này quả quyết không sức ép quốc tế nào có thể ngăn chặn chúng ta thực hiện mọi mục tiêu của cuộc giao tranh này để thực hiện quyết tâm đó chúng ta cũng sẽ tiến quân tới Rafah. Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp quốc vương Jordani Abdullah đệ nhị tại thành phố cảng Aqaba bên bờ biển đỏ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự báo con số thương vong lớn đối với dân thường do hậu quả từ chiến dịch tấn công của Israel vào thành phố Rafah thuộc Gaza sẽ khiến hòa bình khu vực trở nên rất khó khăn. Theo Thủ tướng Đức, đây là một trong những luận điểm mà ông sẽ mang tới cuộc hội đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu. Ông Scholz tuyên bố ngay bây giờ chủ đề là đảm bảo chúng ta tiến tới lệnh ngừng bắn lâu dài mục tiêu đó cho phép chúng ta ngăn chặn một chiến dịch tấn công như vậy diễn ra khi được hỏi về khả năng có sẵn sàng gây sức ép với thủ tướng netanyahu để ngăn chặn chiến dịch tấn công rafah hay không nhà lãnh đạo đức bày tỏ chúng ta phải làm mọi việc để tình hình không trở nên tồi tệ hơn hiện nay israel có quyền tự vệ đồng thời không thể để những người ở gaza di tản tới rafah bị các hành động và kế hoạch quân sự đang được triển khai tại đó đe dọa trực tiếp Tuy vậy, thủ tướng Sol không trả lời trực tiếp câu hỏi về phản ứng của Berlin trong trường hợp xảy ra chiến dịch tấn công Rafa trên quy mô lớn, chẳng hạn như thông qua biện pháp cấm xuất khẩu vũ khí Đức sang Israel. Đức cùng với Mỹ là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Israel. Ngoài ra, thủ tướng Sol khẳng định cuộc hội đàm giữa ông và quốc vương Abdullah Đệ Nhị một lần nữa nêu bật tầm quan trọng của mọi cuộc đàm phán để đạt tới triển vọng lâu dài cho tương lai cùng tồn tại hòa bình giữa Israel và nhà nước Palestine liên quan tình hình Gaza. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF thông báo hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza trong cuộc tấn công của Israel, đồng thời cho biết nhiều trẻ đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và thậm chí không còn sức để khóc. Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russo chia sẻ với chương trình Face the Nation của CBS News rằng hàng nghìn trẻ khác đã bị thương hoặc chúng tôi thậm chí không thể xác định được các em ở đâu. Các em có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chúng tôi chưa từng thấy tỷ lệ tử vong ở trẻ em như vậy trong hầu hết các cuộc xung đột khác trên thế giới tôi đã từng đến khu chăm sóc trẻ em bị thiếu máu nặng, suy dinh dưỡng, cả khu yên tĩnh tuyệt đối vì các em thậm chí không có sức để khóc. bà Russell cho biết có những thách thức rất lớn mang tính quan liêu khi xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza. Quốc tế đã chỉ trích mạnh mẽ Israel do số người thiệt mạng trong cuộc xung đột, cuộc khủng hoảng nạn đói ở Gaza và cáo buộc ngăn chặn việc vận chuyển viện trợ vào vùng đất này. đầu tháng này, một chuyên gia của Liên hợp quốc cho rằng Israel đang phá hủy hệ thống lương thực của Gaza song Israel đã bác bỏ cáo buộc này. Các ngoại trưởng của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU vừa nhất trí về nguyên tắc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người định cư Israel về tội tấn công người Palestine ở bờ Tây và bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của lực lượng Hamas. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp của Ngoại trưởng EU diễn ra vào hôm 18 tháng 3 tại Bruxelles, đây là lần đầu tiên 27 quốc gia thành viên EU theo bước Mỹ và Anh đồng ý trừng phạt những người định cư Israel cực đoan. Phát biểu trước cuộc họp, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại, ông Joseph Borrell cho biết, Chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng Hamas, và chúng tôi cũng đã đồng ý về các biện pháp trừng phạt đối với những người định cư Israel cực đoan. Cuộc họp ngoại trưởng lần trước không thể thực hiện được, nhưng lần này đã có thể một thỏa hiệp vững chắc đã được thống nhất ở cấp độ ngoại trưởng. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ được tiếp tục cho đến khi thỏa thuận sớm được EU thông qua hoàn toàn. Thỏa thuận chính trị đã có. Trước đó, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn người định cư Israel với cáo buộc trực tiếp gây ra bạo lực hoặc hành vi bắt nạt ở bờ Tây, bao gồm đốt cháy nhà cửa, ruộng đồng và xe cộ, tấn công dân thường và hủy hoại tài sản. Các đối tượng trên đã gây ra một cuộc bạo loạn ở thị trấn điểm nóng Huwara, trong đó nhiều nhà cửa của người Palestine bị đốt phá. Trong xác lệnh hành pháp, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh tình hình tại bờ Tây, đặc biệt là mức độ bạo lực của những người định cư có quan điểm cực đoan đã đến độ không thể chấp nhận được và là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh. Bên cạnh đó, tại buổi họp báo ở Buenos Aires, thủ đô Argentina hồi tháng 2 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ quan điểm của Washington với kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel tại bờ Tây. Báo Washington Post dẫn lời ông Blinken như sau. Chính quyền chúng tôi vẫn luôn phản đối kịch liệt việc mở rộng khu định cư ở bờ Tây. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này không những không củng cố mà còn làm suy yếu an ninh của Israel. Ngoại trưởng Mỹ không quên nhấn mạnh việc làm trên của Tel Aviv là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi có thông tin chính phủ Israel do thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo đang chuẩn bị đẩy mạnh việc xây dựng các khu định cư ở vùng đất trên ở chiều đối diện israel đã lên tiếng phản đối các biện pháp của mỹ đồng thời khẳng định đại đa số công dân nước này ở bờ tây đều tuân thủ pháp luật tuyên bố của văn phòng thủ tướng israel benjamin netanyahu nêu rõ nước này luôn có biện pháp đối với công dân vi phạm ở bất cứ nơi nào do đó các biện pháp đặc biệt là không cần thiết trong một diễn biến khác không quân ai cập vừa qua đã tiến hành một số đợt thả viện trợ nhân đạo xuống các khu vực của giải gaza Cairo đã nhiều lần chỉ trích Israel cản trở việc chuyển hàng viện trợ tới Gaza với các biện pháp kiểm tra cực kỳ chậm chạp. Các tổ chức viện trợ quốc tế cảnh báo rằng việc Israel phong tỏa thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu đang gây ra nạn đói ở giải đất của Palestine. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo Gaza đang phải đối mặt với nạn đói và cần phải sớm có một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Chính phủ Israel vừa qua đã xác nhận lực lượng phòng vệ Israel đã loại bỏ một lãnh đạo cấp cao của lực lượng Hamas trong cuộc đột kích vào bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Sự việc diễn ra sau khi Israel có thông tin tình báo rằng bệnh viện đang được các thủ lĩnh cấp cao của Hamas sử dụng làm căn cứ điểm. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của chính quyền Israel, ông Avihiman nêu rõ, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành một chiến dịch tấn công vào khu vực bệnh viện Al-Shifa. Đoạn phim chúng tôi có được cho thấy lực lượng Hamas nổ súng bên trong bệnh viện Al-Sifa. Lực lượng của chúng tôi đã giao tranh với Hamas. Tôi có thể xác nhận rằng Faik Mamouo, người đứng đầu hoạt động an ninh nội bộ của Hamas, đã bị loại bỏ. Al-Sifa được biết đến là bệnh viện lớn nhất giải Gaza và đến nay là một trong những cơ sở chăm sóc sức khỏe duy nhất còn hoạt động ở phía bắc Gaza. Chính quyền Gaza nói rằng có khoảng 30.000 người ẩn náu ở bệnh viện. Trước đó, cơ quan y tế Palestine cho biết cuộc đột kích của Israel đã dẫn đến nhiều thương vong và gây ra hỏa hoạn dữ dội tại một trong các tòa nhà của bệnh viện. Bên cạnh đó, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Biden cho biết lực lượng Israel cũng đã tiêu diệt một trong những thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas ở giải Gaza. Ông Sullivan nói với các phóng viên rằng Marwan Issa, phó chỉ huy cánh quân của Hamas, đã thiệt mạng trong một chiến dịch của Israel. Một quan chức cấp cao của Israel cho biết, nước này chưa xác nhận về cái chết của ông Isa. Trong khi đó, tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết Hamas đang cố gắng che giấu số phận của các quan chức cấp cao nhưng không trực tiếp nêu tên. Trong cuộc tấn công, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công nơi trú ẩn dưới lòng đất ở khu Nusirat, trung tâm Gaza, nơi Isa và một quan chức quân sự cấp cao khác của Hamas chịu trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo Israel trước đó đã thề sẽ loại bỏ giới lãnh đạo Hamas ở Gaza các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas sống bên ngoài khu vực này. Một trong những quan chức cấp cao nhất của Hamas được xác nhận đã bị hạ sát kể từ khi bắt đầu xung đột là ông Saleh al người sáng lập cánh vũ trang của nhóm. Hamas cho biết ông này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở Liban vào ngày 2 tháng 1. Nhưng bất chấp kế hoạch quân sự của Israel vào Hamas trong năm tháng qua, thủ lĩnh của nhóm ở Gaza và người được cho là chủ mưu của vụ tấn công hôm 7 tháng 10 năm ngoái, Yahya Sinwa vẫn lẩn tránh lực lượng Israel. Mohammed Deif, chỉ huy hàng đầu của nhóm lữ đoàn Qassam cũng được cho là còn sống. Ngoài ra, ông Marwan Issa, phó chỉ huy cánh quân của Hamas cũng được cho là đã giúp lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái do Hamas lãnh đạo, được gọi là một phần của tam giác ở Gaza cùng với ông Sinwa và ông Deif. Trong một diễn biến khác. Ngoại trưởng Ai Cập vừa qua kêu gọi Mỹ nên tiếp tục cảnh báo Israel về hậu quả nặng nề của một cuộc tấn công quân sự vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tái khẳng định trong cuộc họp nội các rằng các lực lượng Israel sẽ sớm tiến vào Rafah, bất chấp quốc tế kêu gọi hủy bỏ kế hoạch để tránh thương vong cho dân thường.